Xin chào cô chú và anh chị ha. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người một lô đất tọa lạc tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu nha cô chú anh chị. Thì với một cái lô đất này á, thì em đang đứng trên đường bê tông khoảng 8 m. Cái đường bê tông này rất là lâu đời rồi nha cô chú anh chị, nhưng mà ít người chạy á, thành thử ra là cái cỏ mọc. Với lại đặc biệt á, là đường bê tông này sắp tới đây sẽ được làm nhựa, chứ không sẽ làm nhựa nha cho cô chú anh chị, sẽ không còn lớp bê tông này nữa. Đấy, theo em thông tin của người dân ở xung quanh đây nè, thì trụ điện người ta trồng à xung quanh rồi hết rồi đó. Đại khái á, là cái lô đất này nó gần trường học cô chú anh chị à. Đấy, nó gần trường học. Thì cái hướng này nè, đi ra trường học đâu đó tầm khoảng là 150 m nha. Đấy. Thì đây là cái lô đất em nhìn giới thiệu cho cô chú anh chị biết, đây là diện tích 4 sào nha cô chú anh chị. Đấy, 4.000. Thì cái đường bê tông này nè là sắp được làm nhựa. Cái đường bê tông này trên cái sổ của mình đó là hiện tại là sổ cũ á, là không có hiển thị đường nha, chỉ có thể hiện địa đường là bên kia thôi, là được 20-30 m để đi vô đất mình. Nhưng mà cái đường này nè là không hiển thị sổ, nhưng mà đường này chuẩn bị làm nhựa luôn nha cô chú anh chị. Đất của mình nè là được 40 m mặt tiền đường này. Đấy, sâu vô đó là nói chung là nó hơi cái hình đất nó cũng hơi vuông thôi, em gọi là hơi vuông thôi. Thì nói chung là cái lô đất này để dành á làm view nè đó, rồi làm để đầu tư cũng được nè. Tại vì á, thứ nhất á là con đường này nè đó, hướng đó chạy ra trường mẫu giáo mầm non này cô chú anh chị. Đấy, đấy, cái bên đây thì người ta sắp làm view rồi nè. Đấy, thấy không, nhìn cái phong cảnh rồi rất là thiên nhiên luôn. Hiện tại là đất là đất trống nha cô chú anh chị, hiện tại đất là đất trống nha. Lát nữa em bay một cái đoạn live cam lên cho cô chú anh chị tham khảo và chạy qua ngoài thực tế đường xá cho cô chú anh chị qua coi luôn nha. Đấy, thì trên đất là hiện tại đất trống nè, đất là đất sỏi đỏ nè. Đấy, đất này trồng cây ăn trái thì rất là tốt rồi. Đấy, rồi cái lô đất này về thành phố Hồ Chí Minh đâu đó tầm khoảng là 65 cây nha. Đó, nó tọa lạc tại Láng Lớn. Cái lô đất này về sân bay Long Thành là rất là gần, khoảng 20-25 cây thôi. Đấy, nó về mà ở đây là chung ở ngay gần trường học rồi, thì chợ búa thì nó cách ở đây á, chợ bố trường trạm thì cách nhau khoảng mấy trăm mét thôi. Rồi thì bây giờ em bay một cái đoạn lấy cam và chạy qua ngoài thực tế cho cô chú anh chị xem và tham khảo nha. Đó, bắt đầu cái ranh lô đất mình nè cô chú anh chị, ranh lô đất mình này nè, đây nè, đây nè, từ ranh bên đây nè chạy dài qua bên kia là 40 m mặt tiền đó. Ở sau là cũng có cái đường đi vô đất mình nha, đường này chuẩn bị làm nhựa nha, em nói cô chú anh chị biết là đường này tôi múc lên chuẩn bị làm nhựa nè. Đấy, đó bây giờ đó là lô đất này toàn cảnh là như vậy đó. Rồi bây giờ em bay lên cam và cho cô chú anh chị tham khảo nha. Cái đường này chuẩn bị làm nhựa là cô thấy không, đây là nó có tim đường rồi nè, đây nè, nó có tim đường rồi nè, nó chuẩn bị làm nha. Rồi thôi bây giờ em bay lên cam lên cho cô chú anh chị xem nha. Ồ, quên, em nói cái giá loan bán lô đất này là 6 tỷ 300 triệu, giá bán lô đất này là 6 tỷ 300 triệu nha cô chú anh chị. Trong diện tích 4 sào đất này tọa lạc tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, giá rất là đầu tư được nha cô chú anh chị. Đó,